Giới thiệu với các bạn ca lâm sàng đầu tiên là nữ 50 tuổi, vào viện vì cái đau đột ngột vùng ngực bên phải. Và chúng ta có cái siêu âm cái vùng gian sườn bên phải. Sau khi các bạn xem rồi thì các bạn có thể đưa ra chẩn đoán của mình. Rồi câu trả lời trên cái hình đó thì chúng ta sẽ thấy là ca này là có cái mất cái dấu hiệu trượt của màng phổi, nó có cái dấu điểm phổi hay là điểm màng phổi, và chẩn đoán của chúng ta đó là cái tràn khí màng phổi bên phải. Thì chúng ta biết là cái tràn khí màng phổi đó thì nó thường sẽ có một số dấu hiệu, ví dụ như là a-lai, dấu hiệu mã vạch, mất dấu trượt của màng phổi, và chúng ta có dấu hiệu là dấu điểm màng phổi hay là điểm phổi ha. Thì với cái ca lâm sàng này thì các bạn sẽ thấy là trong cái trường hợp này đó, thì khi chúng ta làm một cái siêu âm ở đường liên sườn đó, liên sườn thì các bạn nhớ là từ phía ngoài đi vào thì các bạn nhớ phân tích lớp lan cho kỹ. Chúng ta có da nè, lớp mỡ dưới da ha, và chúng ta có lớp cơ, thì tới đây chính là cái vị trí của phổi và màng phổi. Thì khi các bạn quan sát ở đây thì các bạn có thể thấy rất là dễ dàng là mình thấy ở đây nè có một cái vùng nó có cái tính, nó có cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu trượt của màng phổi này, là có di động nè, các bạn thấy ha, động. Và ở bên đây thì mình sẽ thấy một cái vùng khác ha, nó không có dấu hiệu trượt của màng phổi và nó có cái tín hiệu là cái dấu hiệu là đường A ha. Chúng ta nhớ là xem lại cái bài á, thì chúng ta có đường A đó là các cái đường tín hiệu dạng đa âm phản hồi đây ha. Và ở đây là có dấu hiệu trượt, và cái này rất là quan trọng các bạn ha. Khi chúng ta làm siêu âm màng phổi đó thì mà các bạn lưu ý là chúng ta sẽ quan sát cái dấu hiệu trượt màng phổi. Đây là cái vị trí của màng phổi bình thường, là dấu hiệu trượt màng phổi, đây là dấu hiệu của màng phổi bình thường đó. Và bên đây á, thì chúng ta có cái vùng này là không có dấu hiệu trượt, ở đây là chính là cái vùng tràn khí này. Các bạn quan sát cho kỹ ha. Dấu hiệu này nếu mà chúng ta thoáng nhìn, ví dụ trong trường hợp này á, mà chúng ta tạm dừng cái hình đây, thì chúng ta rất là khó nhận diện ha. Mặc dù nhìn đây nó hơi khác xíu nhưng mà rất khó nhận diện. Tuy nhiên nếu chúng ta làm siêu âm thì rất là dễ, bởi vì chúng ta trên hình động thì các bạn cố gắng chúng ta tìm dấu hiệu trượt. Khi có dấu hiệu trượt là coi như cái này bình thường. Thì xin nhắc lại, đây là chính là có dấu hiệu trượt màng phổi là bình thường, còn đây mất dấu hiệu trượt màng phổi là bất thường. Và cái chỗ giao điểm giữa cái phần của màng phổi bình thường và cái phần khí trong khoang màng phổi là tràn khí màng phổi, thì chúng ta có cái chỗ này, vị trí này người ta gọi là dấu hiệu điểm màng phổi, có nghĩa là cái ranh giới giữa cái màng phổi bình thường và cái phần tràn khí. Nói chung với ca này thì các bạn có cái phần tràn khí, đây là tràn khí màng phổi ha, vùng này màng phổi bình thường rồi, vùng tràn khí màng phổi với có đặc tính là đường A, đây là đường A, mất dấu hiệu trượt. Chúng ta có cái vị trí ranh giới giữa màng phổi bình thường và cái phần khí của tràn khí màng phổi. Đối với ca này thì có được xác chẩn bằng chụp X quang. Thì trên X quang ngực đó, đây bên phải nè, thì các bạn có thể thấy ở đây, tôi phóng đại cái hình thì các bạn thấy đây, đây là vị trí của lá tạng của màng phổi, và đây là vùng tăng sáng vô mạch, là tương ứng với vùng tràn khí, và cũng được xác chẩn bằng CT. Thì chúng ta cũng thấy một vùng tràn khí bên phổi này. Như vậy thì với cái ca này thì xin nhắc lại, bạn nhớ là khi chúng ta làm siêu âm thì chúng ta sẽ tìm dấu hiệu trượt màng phổi, và khi mà chúng ta thấy không có dấu hiệu trượt màng phổi thì và chúng ta thấy được cái ranh giới giữa cái màng phổi bình thường, có nghĩa có dấu hiệu trượt và không có dấu hiệu trượt, thì như vậy cái này đoán trong cái tràn khí rất là tốt. Xin nhắc lại, chỗ này là vùng màng phổi bất thường, lên đây là cái phần của tràn khí màng phổi, đây chính là màng phổi bình thường có dấu hiệu trượt. Phần nội dung video đến đây là hết. Các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn.